Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình hướng dẫn các bài tập thể lực của Trung tâm Giáo dục Chất và Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi, Nguyễn Văn Tình và một số thầy cô, giảng viên của Trung tâm Chất và Thể thao ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị và các bạn một số bài tập cơ bản với mục đích trang bị cho tất cả quý vị và các bạn những kỹ năng cơ bản. Một số bài tập sẽ giúp cho tất cả quý vị tự tập luyện và có thể tập luyện hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi. Bài tập thứ hai, bài tập cho nhóm cơ chân đứng lên, ngồi xuống. Đây là một bài tập mà tác động nhiều đến những nhóm cơ. Các động tác sẽ tác động đến phần cơ mông và cơ đùi. Và chúng ta cùng bắt đầu. Tư thế chuẩn bị: đứng hai chân tách rộng bằng vai trên sàn, thân người thẳng, hai tay duỗi dọc theo cơ thể. Cách thực hiện: giai đoạn ngồi xuống, trùng gối, hạ trọng tâm cơ thể xuống thấp, đẩy hông và mông về phía sau để có tác động nhiều lên phần cơ đùi và mông. Dồn trọng tâm về phía gót chân, hạ xuống đến khi đùi song song với sàn. Gối và bàn chân mở ra ngoài, siết chặt phần cơ đùi, cơ bụng, cơ mông và khống chế cơ lưng. Thân người hơi đổ về phía trước, mắt nhìn thẳng, hai tay song song trước mặt. Sau đó đứng thẳng dậy trở về tư thế ban đầu. Lưu ý, vẫn tiếp tục siết chặt cơ mông để đưa cột sống và hông trở lại thăng bằng. Bắt đầu thực hiện một lần 8 nhịp. 1 2 3 4 5 6 7 8. Một số lưu ý với bài tập đứng lên ngồi xuống. Khi mới tập bài tập này, chưa cần hạ sâu ở mức đùi song song với mặt sàn, chỉ cần hạ ở mức mà cơ thể có thể chịu đựng được. Không được thả lỏng khớp gối trong khi thực hiện bài tập. Khống chế phần cơ lưng để tránh sai lệch tư thế. Luôn giữ cố định vị trí của bàn chân trên sàn. Khi ngồi xuống, phải mở gối ra ngoài, tránh chấn thương cho vùng đầu gối. Có thể sử dụng tư thế tay co đan chéo trước ngực. Lượng vận động đối với bài tập đứng lên ngồi xuống đối với nam từ 20 tới 25 lần trên một tổ nhân 3 tổ. Đối với nữ từ 10 tới 15 lần trên một tổ nhân 3 tổ. Thời gian nghỉ giữa quãng từ 2 đến 3 phút. Với người mới tập có thể giảm bớt số lượng tùy theo sức khỏe của mình. Sau thời gian tập luyện thường xuyên có thể tăng dần số lượng và tăng tốc độ bài tập. Trung tâm Giáo dục Chất và Thể thao luôn đồng hành với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong hành trình rèn luyện sức khỏe. Thể thao khỏe!